Nhưng mà sao anh có số được của em? Chồng em làm gì có bạn tên Tuấn ta? Anh đây. Anh gọi em có chuyện gì không anh? Chồng em đi lâu không? Lâu anh ơi. Lâu rồi. Chồng em đi lâu rồi, ai làm gì đó? Làm chuyện gì anh? Ý là chà bồn cầu, chà toilet, rửa chén đồ hả hay là sao? Trong quan hệ rộng lắm. Ủa, quan hệ, chọn quan hệ rộng lắm. Em biết nhiều người mà anh nói kỳ vậy. Em tưởng là rửa chén giặt đồ rồi chứ. Tại sao anh muốn qua rửa chén giặt đồ cho chà toilet cho nhà em không? Có luôn Ồ vậy hả? Trời ơi đâu vậy? Cái bồn cầu nhà em mới nghẹt này, qua hút chùm hầm cầu giùm em chứ được á. Chứ chồng em đi lâu quá không ai làm ba cái chuyện đó hết trơn á. Rồi anh nhớ là thông báo rồi cho vợ anh nha. anh chưa có vợ Anh chưa có vợ thì anh có con không? chưa có vợ sao có con Anh đi kiểu này con chắc đầy luôn á chứ sao không có con trời. Anh gọi cho mỗi người mỗi xíu gì là dính đầy luôn á chứ. Có khi có con anh không biết đó. Rồi sao rồi bao giờ qua hút cái hầm cầu giùm mà cái đi thử nè. Mai gì trò giờ này là qua đang nghẹt mà đợi tới mai nó hết nghẹt rồi sao anh qua thông liền. Phải qua tắt máy. Thoa hả? Anh là bạn của chồng em đi lâu chưa? Trời ơi, cái này có vụ lừa đảo. 12 giờ 12 giờ 52 phút nè. Rồi chồng tao ngồi quay clip cho tao luôn nè. Tên Thoa luôn mà. Ủa Thoa hả luôn mà. kêu bạn của chồng em đó chứ. Bị hết hồn quá. Làm nó tưởng cái chuyện gì quan trọng giữa đêm á. Chồng em đi rồi thì ai làm chuyện đó. Ôi nghe sợ phải không? Má này nghe sợ mất việc liền.